Rồi, rồi được chưa? Bắt đầu nha. Rồi, cái này rồi đầy đủ rồi. Hết chưa? Rồi. Rồi bây giờ là top thứ hai này, hy vọng là sẽ có nhiều bánh hơn, bởi vì các em lớn hơn cho nên các em có thể biết được rồi, cách làm. Rồi, rồi, bây giờ chú Nguyễn Trường cầm giùm cô một bé này. Rồi các em nhìn đây nè, các em nhìn đây nè. Để ý nè. Ok. Look at me. Rồi, nhìn nha. Bây giờ tụi con lấy cái gì á? Ok. Mình lấy một gói bột. Một gói bột. One flower. Yes. Any color. Ok. Rồi, bỏ vô trong cái dĩa này. Rồi, con lấy gói bột ra, con bỏ vô cái dĩa. Rồi, lấy gói bột ra, bỏ vô cái dĩa. Được chưa? Bỏ vô cái dĩa. À, bé áo trắng này con đứng xích qua một chút xíu cho mấy bạn chị thấy. Rồi, bỏ vô cái dĩa chưa? Bỏ vô dĩa nha, đừng bỏ ra ngoài. Rồi, chưa chi là lấy tay, vô quá vậy con. Ok, rồi. Ok, dùng cái muỗng với cái khuôn. No ạ. Dùng cái muỗng với cái khuôn. Em kia gõ giống Ngọc Lan luôn kìa. Ok, rồi. Tụi con múc vô nha. Múc bột bỏ vô cái khuôn. Okay, đúng rồi. Lấy bột bỏ vô cái khuôn. Bỏ vô, fill cho nó đầy lên nha. Yeah. Ok. Được chưa? Bỏ đầy vô. Xong rồi dùng cái finger của mình á, đè nó xuống. Chứ đừng có dùng cái muỗng. Use your finger. Rồi. Use your thumb. Press the... Yeah, press firmly. Press firmly. Press it. Okay. Nè, nhìn nè, nhìn nè. Bỏ đây vô. Này cho thật là chặt xuống. Press it hard. Nè, you guys, use your thumb to press it. Cái giấy này đâu rồi?